Trước mặt anh chị là bờ hồ Dầu Tiếng ha. Quay ngay thời điểm này hôm nay là mình quay review một cái miếng đất gần hồ này, và trước mặt chị chính là trung tâm huyện, xa xa kia chính là núi Bà Đen. Đó, một vị trí rất là đẹp chị ha, gần hồ nè, gần núi nè, gần trung tâm huyện, gần mọi thứ. Mà giá chỉ có chưa đầy 3 triệu, đất thổ cư đàng hoàng vậy nha. Mình quay video review chính chủ không qua môi giới trung gian, để chị có thể là làm việc trực tiếp và không gọi là không qua môi giới. Đó, bây giờ mình sẽ quay review ha. Đây là đất phù hợp cho những anh chị công nhân ít tiền, muốn có đất thổ cư để xây nhà. Xem hồ cái gì, biển cái gì. Đây, hồ Dầu Tiếng là một trong những cái hồ mà lớn ha, lớn nhất ở khu vực này. Độ vĩ đại của nó thì thôi, đúng lúc này quay thì trời. Đây là con đường bờ hồ chị ha, con đường bờ hồ nằm ngay tỉnh lộ 781B nè. Đó, bên kia là trung tâm huyện, dọc bờ hồ này là có những quán ăn, quán nước nè. Hôm nay là này gió quá, này mưa chuẩn bị rồi nên thôi chắc là mình sẽ quay. Rồi, mình đã đến đất rồi. Cái đất của mình là ngay sát với lại con đường nhựa này ha. Đây, từ đường nhựa này mình quẹo vô cái đường đá này ha. Đường này thì đường xe container vô cũng thoải mái luôn. Đó, sạch sẽ, nói chung cũng không chắc khác với đường nhựa đâu, nhưng mà nó là đường đá vậy ha. Từ đường nhựa này vào khoảng tầm hơn 50m đó là tới đất mình ha. Đó, khu bao quanh là dân cư, xa xa chị không, núi Bà Đen ha, một cái biểu tượng của tỉnh Tây Ninh đó chị. Tây Ninh thì có núi Bà Đen, có hồ Dầu Tiếng, thì đất mình đều gần ha, gần gần trung tâm huyện, cũng gần chung, cũng tương đối là gần với là trung tâm của tỉnh, là thành phố Tây Ninh. Vị trí rất là đẹp ha, mặc dù là cái giá quá rẻ nhưng mà cái vị trí không hề xa xôi ha, và đặc biệt đây cũng gần trường học anh chị, gần ngay trường học luôn, quá đã luôn. Đây mình đi tầm 500m là trường học chị nha. Đây là phải hoàn toàn ở đây nè, mình mua bán kinh doanh nhỏ được. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ tóm tắt thông tin cơ bản và mình sẽ báo giá luôn ha. Ở địa chỉ này đó anh chị, là mình thuộc ấp Phước Bình, ấp Phước Bình, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, liền kề với lại thị trấn Dương Minh Châu luôn, trung tâm của huyện. Đó, từ đây mình đi về thành phố Hồ Chí Minh thì nó mất khoảng tầm đâu đó là gần 100 cây đi ha, là tính đến trung tâm của thành phố luôn đó anh chị, là gần 100 cây. Còn tới ngã tư An Sương thì khoảng tầm 85 cây. Đó, thì mình nói rõ cho anh chị biết ha. Sắp tới có những tuyến đường mới nữa thì chắc là sẽ cũng ngắn thêm. Ở đây là mình đi ra ngoài trục đường chính, cái đường bờ kênh mà mình đứng mới đầu đó anh chị, là chỉ khoảng tầm hơn cây ha, tầm một cây số là sẽ ra ngay cái đường trục tỉnh lộ 781B, hay còn gọi là đường đường bờ kè, bờ kinh đó chị, bờ hồ, đúng rồi, đường bờ hồ, hồ Dầu Tiếng đó. Đường thông hết chị ha, khu này khu dân cư. Nói chung là cái vị trí mình thấy rất là ok đó, anh chị mua về có thể là mình nhớ ha, mình tài chính ít á, mình mua mình ở đây yên tĩnh. Cũng nói chung là cũng không phải là mát mẻ đâu, nhưng mà thoáng ha, thoáng. Khí hậu ở Tây Ninh thì mình thấy là cũng không có mát mẻ, nhưng mà được cái là ở đây nó thông thoáng, cây xanh, yên tĩnh. Những cái khu nhà vườn, bây giờ mình đang đi vào đất mình nè. Đó, trẻ con mặc dù là đường đá nhưng mà nó là đường rộng rãi chị ha. Đường rộng rãi, ô tô là tránh nhau thoải mái luôn. Đường thông luôn chị ha. Đường thông vào đó thì dân cư cũng rải rác. Đó, đây vừa qua cái hết xe mình là đó là cái đất mình chị ha. Đó, điện đài mọi thứ có hết rồi. Đó, xanh mát luôn, bước vô đây mảng xanh nhiều đó anh chị. Rồi kia xa xa mình chính là khu đất kêu bán chị ha. Nó có thật ra là nó hồi xưa đó là một miếng đất lớn chị ha, sau đó họ chủ họ phân nhỏ ra,
à, cho những anh chị mình có tài chính ít á, mình mua có thể sở hữu được cái đất của mình. Đây à, quy khu đất này anh chị, hiện tại là nó có tổng cộng là sáu, thật ra nhiều hơn 6 lô đó, 7 lô, nhưng mà mình chủ yếu là mình muốn cho anh chị biết là 6 lô là giá bình dân, còn lô kia thì giá nó sẽ cao hơn, nhưng mà nó sẽ to hơn chị ha. À, nó to hơn đấy. Đây thì ở đây mình sẽ có 6 lô với diện tích là ngang 5 và 25 trung bình ha, trung bình là ngang 5 và 25, tức là khoảng tầm đâu đó là 100 hơn 125 mét vuông. Và mỗi lô hiện tại là đã có sẵn 50 mét thổ cư. Đất mình là quy hoạch đất ở gì ha, Phủ Hồng, nên chị có thể đăng ký thêm nếu có nhu cầu. Bây giờ là mình sẽ báo giá luôn đi nha, báo luôn cái giá để anh chị mình đỡ mất thời gian nè. Hiện tại là nếu anh chị mình mua một lô, một lô thì giá là 279 triệu, 279 triệu, không tới 300 ha. Và cái giá này thì nói chung là chắc cũng còn thương lượng nhẹ nhẹ cho anh chị là thiện chí. Và đặc biệt là nếu như thiện chí thì mua chủ sẽ bao hoàn toàn tục giấy tờ luôn ha, đó là chị yên tâm, bao sang tên luôn. Rồi thì giá cả thông tin cơ bản là mình đã nói rõ rồi, bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn về cái đất mình ha. Đó thì đất mình á, 6 lô này nè, nó sẽ bắt đầu từ đây chị ha. Đó, có cắm trụ ranh giới rõ ràng hết rồi. Đó, đây thẳng xuống là 25 m, gần đụng tới cái mít đó ha. Đó, ngang qua đều có cắm trụ chị ha, có cái cắm cọc. Đó, đây tất cả đất mình là đều quay mặt sang hướng hướng nam ha, hướng nam cũng là tay nhẹ. Đó, thẳng xuống là cũng có hai cái trụ bê tông nhỏ đó. Tiếp tục qua đó, là lô thứ hai. Đó, cái lô thứ hai này có cây mai nè với cây ổi. À, còn lô thứ ba, lô ba thì cũng có một hai cây mai ha. Đó, lô thứ tư thì không có cái gì hết. Đó, còn cái lô thứ năm này thì có được, lô thứ năm cũng không có gì hết. Cái lô cuối cùng nè, lô sáu nè. À, lô thứ sáu thì sẽ có nguyên một đám mai luôn. Rồi ngoài ra thì mình cũng nói luôn là còn một lô nữa nếu anh chị thích lô lớn ha. Lô lớn này thì nó có diện tích là hình như là ngang là 12.9 ha, 12.9, cũng dài 25 luôn mà xuống nó hầu là khoảng tầm 14 m. Hơn 14 m thì cái lô này thì giá nó cũng sẽ nhỉnh hơn, cao hơn. Nhưng mà anh chị nếu quan tâm thì cứ liên hệ với phía chủ để biết cái giá ha. Còn bây giờ là mình chỉ chủ yếu là video này là mình quay là mình nói rõ là có 6 lô đồng giá là 279 triệu, đất thì bằng phẳng ha, đường là đường nhà nước hiện rõ luôn đó, khu dân cư chị thấy không, nhà bao quanh là nhà hết đây, nhà vườn không à, kia cũng nhà ha. Đây view núi Bà Đen luôn, buổi chiều thì ngắm hoàng hôn nè, ngồi đây ngắm hoàng hôn nè. Nhất là mình quay là gần 5 giờ ha, 4 giờ 50. Đã nhìn mình ở đây mình phải nhìn thẳng ra ngoài đường nhựa luôn ha. Cái đường nhựa, chút lô này là giáp đường nhựa nè anh chị. Đó, có hết đường nhựa được luôn ha. Rất được gần đường nhựa. Còn đường thì xuyên suốt cho em, đường rất là rộng. Đãi cái hướng này cục nè anh chị. Mặt này vô nhà vườn nó là hết rồi ha. Để sau này mà có đãi tiệc gì mình ngồi cái đường này là thoải mái luôn. Còn cái đường nhánh bên này thông ha, thông vô cũng thông qua đường nhựa luôn, thông qua trường học luôn. Đó, đất thì gần như là không có gì để chê đúng không, vuông vắn bằng phẳng. Anh chị có thể là mua, nếu mà mua nhiều lô ha, nếu mà mua trên 2 lô thì bên phía chủ họ sẽ còn giảm thêm đó. Mua nhiều thì giảm thêm, còn mua lẻ thì là 279 lô, 1 triệu một lô. Đó, nên chị mình thấy là mình muốn làm cái dạng nhà vườn mini á, mình mua 2 lô đi ha, 2 lô liền kề đi. Đó thì đất mình sẽ đẹp hơn, ngang 10 và 25, chuẩn biệt thự luôn. Đất biệt thự giá rẻ dành cho anh chị nào mà thích đất rộng rãi, ở Tây Ninh ha, gần hồ nên là cũng không khí trong lành mát mẻ. Và đặc biệt là gần trung tâm huyện ha, mình cách trung tâm của huyện Dương Minh Châu anh chị là khoảng tầm 3 cây ha. Lát mình sẽ dẫn về tham quan. Nghe đâu là Dương Minh Châu lại đây chuẩn bị lên thị xã đó anh chị. Dương Minh Châu với là Bến Cầu sẽ là hai cái huyện phấn đấu lên thị xã. Rồi sau Trảng Bàng ha, Trảng Bàng thì là thị xã rồi. Rồi
Tây Ninh hiện tại là có thị xã Hòa Thành với là thành phố Tây Ninh. Đó, nói chung là cũng đang phát triển khá nhiều do địa hình cao, cũng thuận tiện về Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, nên sắp tới cao tốc nữa ha, cao tốc Mộc Bài Dương Minh Châu. Đấy, không Mộc Bài Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây mình cách trung tâm mình núi Ba Đen đó chị. Nãy quên nói ha, cách hồ Dầu Tiếng thì khoảng tầm cây, chưa tới cây luôn. Đó, còn cách núi Ba Đen á là khoảng tầm 6 cây ha, khoảng tầm 6 cây là núi Ba Đen, một cái địa danh du lịch rất là nổi tiếng của Tây Ninh. Còn về Tòa Thánh Tây Ninh ha, là trung tâm của hành tỉnh luôn á, thì khoảng tầm không tới 20 cây nha, không tới 20 cây là về tới trung tâm của thành phố Tây Ninh. Cũng không quá xa ha, cũng không quá xa. Từ trung tâm huyện đến trung tâm của tỉnh đều có khoảng cách rất là hợp lý ha. Cách trung tâm huyện chỉ 3 cây thôi, ra đó là bao la tiện ích luôn. Đấy, khu này khu dân cư gần chợ, mọi thứ hết luôn. Đều quá hợp lý rồi. Cảnh đẹp mà chứ không? Cảnh đồi núi rồi cảnh những cái hàng dừa. Gần hồ mà giá 200 mấy triệu. Không tới 300. Thì chị cân nhắc xem ha. Nói chung là mua để dành được ha, mua để dành được hoặc là mua xây nhà đều được, tại vì thứ nhất là chị thấy không, tiện ích là đầy đủ hết rồi. Pháp lý thì có thổ cư ha, đường xá thì hiện rõ, thì còn cái gì nữa mà chơi. Ban đầu mình nghĩ là bên phía chủ họ họ báo giá cho mình để mình đi quay cho họ đó. Thật sự không nghĩ là cái vị trí nó ok đến vậy đó chị. Tưởng đâu nó chắc giá rẻ thì nó phải nằm trong hốc mà to hay là xa xôi gì, ai nghe đâu. Gần trường học nè, khu dân cư nè, gần đường nhựa nè. Mang tiếng là đường đá nhưng mà đường cũng rộng rãi ha, sạch sẽ tươm tất, mưa gió gì cũng không có sợ lầy lội. Đó, thì còn gì để chê nữa đúng không? Rồi, thì anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ ha. Đó, anh chị mình mua một lô cũng được mà hai lô cũng được. Mua hết thì càng tốt. Nói chung là chủ họ đang cũng đang gọi là ngợp cần bán ha. Đó, nên họ phân nhỏ ra. Mình quên nói là về pháp lý thì hiện tại là sổ đã có chích lục rõ ràng hết rồi nha anh chị, tức là chưa có ra sổ riêng. Tại vì chờ để anh chị mà mình muốn sang tên á, thì ấy là khi sang tên rồi á thì mình đứng sổ luôn, tức là ra sổ là đứng tên chị luôn đó, khỏi cần phải qua chân tư. Đó, nên chị yên tâm pháp lý nha, nói chung là chốt được cái giá ok là rạc ra sổ tên anh chị luôn. Đó. Ok, bây giờ là mình sẽ mời anh chị xem một đoạn flycam trên cao nha, để anh chị hình dung được toàn bộ cái khu này nó trông như thế nào. Rồi sau đó là mình sẽ dẫn chị tham quan ở khu vực này. Thật sự là đây là lần đầu tiên mà mình quay ở trung tâm của khu vực Dương Minh Châu đó anh chị. Dương Minh Châu đi ngang qua nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên quay. Đây là sẵn tiện thì mình cũng mời anh chị xem luôn cái đường xá ở Dương Minh Châu nó như thế nào ha. Cũng nói chung là mình thấy cũng đáng sống, cũng một nơi cũng ổn ha, yên bình. Giờ giá còn rất là mềm, đất thổ cư mà chỉ có hơn 20 triệu thôi. Rồi đây là mình vẽ tổng thể 7 ha, 6 lô nhỏ và thêm một lô bự ở đây chị hình dung được. Những lô nhỏ thì là ngang là 5m đó, chuẩn chỉ để xây nhà. Ai nhiều tiền chút xíu nữa mình mua thêm 2 lô luôn ha. Đây, qua cái nhà mái thái này là mình, nhà bự này là mình sẽ tới cái đường chính nè, đường nhựa chính ha. Đó, mình chạy hải đăng hồ, xa xa kia mình là hồ chị ha. Xa xa kia mình là cái ngang cái ba bờ hồ luôn, là cái đục đầu mình đứng đó. Nên mình cài hồ rất là gần nha anh chị. Còn kia trường học kìa. Đó. Còn ra cái đường nhựa này quẹo phải. Quẹo phải thì mình sẽ ra cái đường bờ kinh. Cái đường bờ kinh để mà mình đi thẳng vô trung tâm huyện ha. Đây đi thẳng hướng nó Ba Đen luôn kìa anh chị thấy không? Nụ bà. Đây chị thấy dân cư và cây xanh, mảng xanh nhiều ha. Mát mẻ, nói chung cũng mát mẻ đó. Hồ nữa. Khí hậu Tây Ninh thì nó không có mát, nhưng mà riêng khu này thì mình thấy nó thật sự nó mát chị nha. Đó, tại vì nó có những cái yếu tố này là mình thấy là nó cũng điều hòa được cái khí hậu ở đây. Chị mình lớn tuổi mà như thế ở cũng rất hợp lý nha. Kiểu như ở nghỉ dưỡng á. Bao quanh mình là hồ. Hiện tại mực nước hình như cũng chưa có loại là lớn đâu. Nên là anh chị thấy có những bãi bồi kìa. Đó, trường học nè ha. Bây giờ mình sẽ quay gần lại trường học cho anh chị nhìn rõ nè. Đấy. Thì từ cái trường học này là
Nói chung là chị có thể là kinh doanh nhỏ ở đây được ha, nếu có nhu cầu. Tiếp tục ra đường nhựa này mình cũng, à cái đường này mình sẽ là đường bờ kênh đúng không, ở xà bờ kênh nè, ở đường bờ kênh đó mình đi thẳng vô trung tâm quyền cha, nãy mình nhầm thế là nãy quẹo phải là mình đi hẳn đi cái hướng khác chứ cũng cũng đi hẳn ra nước Bà Đen cũng được luôn, và cái hướng này cũng nước Bà Đen luôn ha. Nhưng mình rẽ trái hay đường bờ kênh mình sẽ vô trung tâm quyền, cảnh đồng. Rồi, đang đứng ở ngay trường học đúng không? Bây giờ là mình sẽ quay về lại cái khu đất mình cho anh chị hình dung được ha. Đó. Đất mình thì nằm ngay cái gần sát cái đường nhựa này. Chứ nếu mà ở cái đường nhựa này thì mình nghĩ là cái giá sẽ khác nhiều ha. Đó, anh chị thấy cái nhà mái nhà mà cam cam không? Đó là ngay ngã ba luôn. Thì ngã ba mình sẽ quẹo vô đường đất. Đó. Vừa hết cái nhà đó là tới khu đất mình. Nói chung mình thấy cũng ok ha. Đó. Mặc dù là không phải đường nhựa nhưng mà đường rất là rộng. Đó. Rồi dân cư, trường học. Đấy. Đặc biệt là nhìn rất là mát ha. Đúng chất nhà vườn luôn. Vì mình nếu có điều kiện mình mua hai lô mình làm cái dạng nhà vườn mini là tuyệt vời luôn. Còn không thì mua mua hẳn luôn cái lô lớn ở phía trong ha. Cái lô lớn là ngay đường cục. Đây. Đó, xung quanh nhà vườn chị thấy mát mắt chưa? Cái mấy cây mai mà mình nói trên đất đó, không phải là cây mai chị nha, mình nhầm, cây na. Cây mai cầu na đó chị. Mai cầu na là đặc sản của vùng Tây Ninh đó. Kìa núi Bà rất là đẹp. Rồi bây giờ chạy ra ha, phía đầu đường mình là một cái ngôi nhà vườn rất là đẹp đó, đầu đường mình đây quẹo phải này thì thẳng hướng chùa ấy, lộn, hướng núi Bà Đen, còn hướng này là mình sẽ đi tới trung tâm huyện ha. Chung dọc theo hai bên đường nhựa thì thấy dân cư cũng khá là nhiều đó. Đi đâu cũng thấy núi Bà Đen hết. Tính ra cái đường ngoài đây nó cũng không, nó không rộng bằng cái đường đường đá của mình luôn đó anh chị, nhưng mà hai ô tô vẫn có thể né cho được nhưng mà nó cũng không thoải mái lắm. Đây cái hai nhánh đều có thể đi ra được bệnh đường ha, nhưng mà đây là trường học anh chị ha, trường tiểu học Suối Đá B đó, ở Phước Bình 2. Hôm nay quay là chủ nhật nên là cái học sinh không không đi học. Hôm đây tòa nhà gì đây? Wow, chị xem nè, cảnh cảnh núi nè, đẹp ghê không? Trên đó giờ đang phát triển du lịch, có cái tượng Phật hoành tráng lắm. Đấy mình ra trục trục đường chính nữa nè. Ra đường chính đi tầm vài trăm mét là mình sẽ quẹo vô cái đường bờ kênh này ha. Thật ra đường bờ kênh này thì mình đi hai bên đều được. Đó. Đi hai bên đều được hết. Đó. Một mạch luôn là sẽ ra ngay trục đường chính trung tâm huyện ha, đường Nguyễn Chí Thanh. Đấy, gần ra tới đường chính thì anh chị sẽ đi ngang qua công viên nè. Hồi nãy mình quẹo từ bên đó qua đây ha, có đường thông qua. Đi ở đó cũng được, bên đó cũng ra được. Thì bên đó thì trực diện ngay bên kia là chợ Dương Minh Châu ha, chợ huyện đó anh chị. Đấy. Chợ huyện. Và quẹo phải là hướng đi về trung tâm của thành phố Tây Ninh ha, đi về Tòa Thánh á. Đấy. Thì chợ huyện nằm bên kia ha, có mắt luôn ha, có siêu cúp mắt luôn. Đó, siêu thị có, chợ huyện có, đầy đủ hết. Nhưng mà thôi, cái đó chắc là khỏi phải quay. Bây giờ là mình sẽ rẽ ra hướng đó,
này vẫn về Phú Chí Minh. Trời, quay xong thì cũng trời sắp mưa rồi. Đấy, đảng quỹ, tỉnh quỹ. Rồi kia là gì đây, bệnh viện luôn. Bệnh viện Dương Minh Châu ha. Trung tâm y tế bệnh viện. Đấy, cái đường Vĩ Thành nè, đâm thẳng một mạch luôn là xe ra cũng ra bờ hồ luôn ha, ra tỉnh lộ 781B luôn. Rồi, nói chung là ra trung tâm huyện thì thật ra nếu mà quay phải thì sẽ còn đông vui hơn nữa. Nhưng mà bây giờ là mình sẽ đi về Phú Chí Minh. Đó, đây là hẹn anh chị gọi là mình về rồi mình sẽ xem pháp lý luôn ha. Chà, sắp mưa rồi. Rồi bây giờ là mình quay cái phần giấy tờ pháp lý chị ha. Hiện tại là đang có trích lục sẵn của tất cả thửa đất rồi. Đó, nên là mua là mình ra tên mình luôn ha. Đây mình sẽ có hai chiếc lục. Chiếc lục này thì là của bốn lô chị ha, bốn lô đó, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Rồi thì ở Tây Ninh nó có cái đặc biệt này chị, tức là sổ á, thường là một thửa đất á, nó thuộc phần thổ cư với là cái phần keo năm, nó sẽ tách thành hai sổ đó, vậy hay không. Một thửa là chung dạng như là mình mua một thửa đất mà khuyến mãi được hai sổ luôn đó. Đây đó, trung bình là mỗi thửa sẽ có 50 thổ cư ha, có thửa thì được 52 thổ cư, 51 thổ cư đó, thổ cư nằm trước còn đất trồng cây nằm sau đó, mà tiền đất hiện rõ luôn. Rồi cái tiếp theo nè là thêm 4 lô nữa, 2 lô nữa nè, 2 lô nữa với lại thêm lô bự ha. Đó, tổng cộng tính ra là 7 lô gì, tức là 6 lô nhỏ, còn cái lô bự là của người khác đó. Thì anh chị thích thì mình mua mình lô nào cũng được đó. Đây hai lô nhỏ nữa nè, còn cái lô bự này là cái lô bự này là tổng cộng của nó là 291 cộng cho 51 thì là 342 đó, tức là riêng lô này tới 342 mét vuông nè anh chị đó. Tổng mặt tiền của nó là được tới 10 gần 12 mét ha, gần 12 mét đó. Lâu nay thì anh chị thích mua này thì nó rộng rãi hơn, tiền lớn tiền hơn nhưng mà nó rộng hơn. Còn chị ít tiền thì mua mấy lâu nhỏ ha, 200 triệu thôi. Nói chung là mua chị là sẽ ra sang tên luôn, đứng tên anh chị ở bìa sổ luôn nha anh chị đó, nên là pháp lý là hoàn toàn yên tâm. Rồi cuối cùng thì mình sẽ mời chị xem cái phần thông tin quy hoạch của cái khu đất này ha. Thì đó chị thấy khu đất mình là mỏ hồng. À, chính xác là thửa đất mình nằm ở ngay cái vị đó, ngay vị trí này nè. Mà cả quy hoạch của Tây Ninh thì nó không có thể hiện thửa rõ ràng ha, tất cả đều chung chung màu sắc vậy thôi. Thì thửa đất mình sẽ nằm ở góc hai mặt tiền này nè anh chị. Đó. Đường thì đường cục ha, nhưng mà sát với đường chính nè. Đó, ngay cái nhà máy thái bự đây nè. Là ngay đường nhựa nè chị thấy không? Đó. Thì khu mình là quy hoạch đất ở 100% ha. Đây là thực tế chị thấy cũng đã khu cư sẵn rồi đó, là yên tâm ha. Vì đường xá thì nó cũng vậy thôi, đường cục mà cũng không mở rộng, chủ yếu là mở rộng cái đường nhựa thông này nè, vậy ha, sẽ mở rộng khá là rộng lên chị, lớn lắm. Nói chung quy hoạch thì ok ha, an toàn không có vấn đề gì hết. Cuối cùng thì mình sẽ nói về cái vị trí ha, cái vị trí đất mình trên bản đồ vệ tinh. Thì cái vị trí này là mình sẽ để dưới phần mô tả của video, anh chị có thể là mình bấm vô để mình tham khảo thêm, cũng như là hãy trực tiếp đến đây tham quan đất bất cứ lúc nào. Đó, chị thấy xung quanh là dân cư nè, ngay đường nhựa nè, rồi xích đây là trường tiểu học nè chị. Ở cái vị trí này chị hoàn toàn mình có thể là mình tự nhiên là từ anh chị muốn kinh doanh mua bán đó, thì buổi sáng mình có thể buổi sáng hoặc chiều mình có gọi là đẩy xe ra đây mình bán ha. Mặc dù nhà mình không mặt tiền nhưng mình phải chạy ra đây mình bán được, những cái chạy mua bán nhỏ được ha. Mình thuê thẳng kiosk ngoài đây luôn hay sao đó tùy. Đấy là chị xem là ngay mình nghe cái trục đường tỉnh lộ 781B nè, là cái đường mà bờ hồ đó anh chị. Đó thì cái vị trí đầu tiên mình đứng quay mình đứng gió thổi ào ào luôn á, trong mưa á, là đây vị trí này nè, ở ngay cái ngã ba bờ hồ nè, cái ngã ba bờ hồ ha, là được Nguyễn Chí Thanh á, là cái đường trục chính của
trung tâm huyện đó chị. Đấy, trung tâm thị trấn nè. Thì cái vị trí mình thấy chị không? Mình chạy ra xíu là theo cái đường Bà Kè nè. Đó, đây là đường Bà Kè nè chị không? Ra xíu là cái đường Bà Kè này. Là mình sẽ đi thẳng ngay đó, trực diện toản Dương Minh Châu nè, huyện ủy luôn ha. Đó. Ủy ban nhân huyện nè. Đó, chợ Dương Minh Châu nè ha. Đây, dọc hai tuyến đường này là mình sẽ đi thẳng về hướng trung tâm của Tây Ninh luôn. Đó, thành phố Tây Ninh nè chị, thành phố Tây Ninh luôn. Còn ngược lại thì mình sẽ ra ngoài đường Bờ Hồ này ha. Đó, đường Bờ Hồ này, đường Bờ Hồ Dầu Tiếng nè. Hồ rất là lớn luôn. Đó, thì đi thẳng theo cái hướng này thì mình sẽ về một hướng về Hữu Dầu 1 ha. Đó, còn không thì mình về thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đó, đi theo trục chính này, đi theo qua Củ Chi nè. À, qua bên bến xúc địa phận Củ Chi thì tầm mấy chục cây á, em sẽ vô theo hướng Hóc Môn về Hồ Chí Minh luôn. Hoặc không anh chị có thể đi theo cái hướng mà vô thành phố Tây Ninh, đi theo quốc lộ 2 mình ra An Sương cũng được luôn. Đó, tức là mình sẽ đi theo hướng hai hướng ha, hướng mà Cập Hông với lại thằng Bình Dương á, hoặc là mình đi thẳng quốc lộ 2 đi về thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì trong tầm gần 100 cây số ha, làm xe vô trung tâm thành phố. Đó. Nói chung vị trí thì mình thấy ok ha, miễn là sao mà nó có dân cư, trường học rồi tiện ích này nọ, gần trung tâm huyện là ok rồi. Cái giá này không thể mà đòi hỏi gì hơn được. Đó. Và đặc biệt thật sự là gần hồ vậy không, gần hồ nữa. Chỉ tiếc là lúc mình quay cái cảnh hồ là nó hơi không đẹp, nhưng mà hồ đó là mình thấy là hầu như là dân du lịch đó anh chị, đi qua đi ngang là hàng ghế chơi. Đó, anh chị mình ở đây có thể là buổi chiều mình ra mình hóng gió này nọ đều ok ha. Đó, đi tiện ích mua sắm là đầy đủ hết, chợ búa trường học. Đó, thậm chí là đó công viên bờ hồ rồi hết đi núi Bà Đen ha. Đó, rồi ai mà bên gọi là Cao Đài thì cũng ok luôn. Đó, mình ở đây mình hệ tín ngưỡng luôn. Đó, tại đây là gọi là cái vùng đất của tôn giáo Cao Đài mà. Rồi, chắc là anh chị đã hình dung được hết cái bông sản mình rồi ha, từ cái vị trí, từ mọi thứ rồi. Thì cân nhắc xem là mình có nên mua một cái lô để dành đây mình, một là để đầu tư, hai là để ở, hay là đi dành gì đó, tùy anh chị, ý anh chị ha. Thì anh chị có liên hệ bên phía chủ để mà làm việc thêm về giá cả nha. Mình xin phép kết thúc video. Cảm ơn chị mình đã xem hết video này. Anh chị nào có nhu cầu muốn quay review nhà đất chính chủ giống như cái video này thì cứ alo cho mình ở số điện thoại là 0933 230243. Số Viettel là 0373 230243. Cảm ơn chị mình đã xem hết video này nha. Chào mọi người.